Cảm ơn các bạn đã xem video dự thi cười cùng Hùng Rô với phần tham gia của Sơn MU. Hãy like, chia sẻ rộng rãi và đặc biệt nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài dự thi mới và những tác phẩm đặc sắc của Hùng Rô Tiếu Ngạo. Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ. Nghe nói chuyện vợ có mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp, sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết. Một hôm gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ. Ông ta rất lịch sự đến gần mẻ ốc và rỉ tai vợ. Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vợ anh sẽ đổ cho. Chồng vừa chết, vợ rước thầy về cúng. Sau khi làm lễ xong, thầy bắt đầu tụng kinh. Nam mô A Di Đà Phật, mong vong hồn siêu thoát về Tây Ninh Cực Lạc. Khi nghe đoạn này, người vợ bỗng òa khóc lên. Thầy hỏi, vì sao con khóc? Sao thầy không khấn cho chồng con về Tây Thiên, mà chỉ tới Tây Ninh vậy? Mong thí chủ thông cảm vì tiền cúng cho thầy chỉ có 100k. Nhiều đó thì chỉ đi đến Tây Ninh thôi, còn đến Tây Thiên thì không đủ. Cụ ông ngoài 70 bước vô phòng khám. Bác sĩ hỏi, cụ bị bệnh gì? E ngại với nữ y tá trẻ xinh ngồi kế bên, ông viết ra tờ giấy 3 chữ L, L, L. Bác sĩ nhăn trán lại viết và ký đơn thuốc cũng với 3 chữ L, L, L. Đơn ghi L, L, L là làm sao bác sĩ? Thế cụ viết L, L, L là nghĩa gì? À, là lâu lên lắm. Thế là trị đúng bệnh rồi, đơn ghi 3 chữ L, L, L là lạ lên liền. Hay da. Trong một cuộc thi hoa hậu, có hai thí sinh lọt vào vòng chung kết nhưng cả hai đều xứng đáng. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ. Ai trả lời hay và đứng nhất thì rinh giải. Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái váy và cái lồng chim. Cô gái đạt chức Á hậu đã trả lời. Thưa ban giám khảo, cái váy và cái lồng chim khác nhau ở chỗ. Trong lồng chim thì có con chim, còn trong váy thì không có chim. Cô gái đạt chức hoa hậu đã trả lời. Thưa ban giám khảo, cái váy và cái lồng chim khác nhau ở chỗ. Khi mở lồng thì chim bay ra, còn khi mở váy thì chim bay vào.